Hôm nay mình Khuyên sẽ chia sẻ đến cô bác anh chị em và các bạn cách làm bánh này. Và đơn giản, dễ làm. Cách làm này chị em mình ai cũng làm sẽ thành công hết. Đó, ngon chưa? Rễ tre quá chừng luôn. Đây nữa, rễ tre từ trên xuống dưới. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm trước mình Khuyên đã chia sẻ hai cái video cách làm bánh bò lá dứa, rễ tre nướng với trứng. Một số các bạn muốn làm bánh bò đường thốt nốt. Hôm nay mình Khuyên chia sẻ ở đây. Mình cần có 6 cái trứng, nước cốt dừa, đường thốt nốt, nguyên liệu. Và mình Khuyên để bên dưới màn hình video, anh chị em và các bạn có thể coi. Hoặc là bây giờ mình sẽ làm. Trong quá trình làm thì sẽ cân để chị dễ theo dõi. Đầu tiên mình sẽ cần có đường thốt nốt. Đường thốt nốt thì tùy theo mình ăn ngọt nhiều hoặc ít. Nếu như mà không có đường thốt nốt thì cũng có thể làm đường cát vàng, hoặc là làm hai thứ đều được. Mình lấy thêm cái đường cát vàng nữa, cộng lại đủ là 200g. Nếu mà ăn nhiều ngọt nhiều thì có thể cho nhiều hơn. 300ml nước cốt dừa, mua cái loại Cremic, tức là nó nhiều cái cốt dừa đó. Ở đây nước dừa trời lạnh nó đóng lại nè. Nữ ra mình nấu cho tan đường, có thể tan cái nước dừa này ra. Lon này là 400ml, mình trừ ra 100. Cân được khoảng gần 300g. Ở đây là 297g. Vì là cái đường này nó khó tan, thành thử ra mình cho vào đây thêm 1 tablespoon nữa, 15ml nữa. Còn nếu như mà cái đường nhuyễn nhuyễn rồi đó thì anh chị em và các bạn lấy đúng 300ml. Do nó cứng nè, nó lâu tan, thành thử mình phải nấu lâu. Khi mình nấu lâu thì nó sẽ bốc hơi nước lên á. Ban đầu mình để lửa lớn, sau đó thì để lửa nhỏ và nấu cho tan. Không cần nấu sôi, chỉ cần tan thôi. Bởi vì nấu sôi mình phải chờ cho nguội, nó lâu, tốn thời gian của mình. Hôm nay mình sẽ nướng bằng cái khuôn muffin, những cái khuôn muffin nhỏ như vậy. Và dầu dừa ép lạnh, tức là dầu dừa này, hoặc là bơ cũng được. Và để cho bánh dễ thành công hơn thì anh chị em và các bạn cũng có thể cho 220g đường. Như vậy thì cái bánh của mình á, nó sẽ dễ thành công và nó ngon hơn. Do là nhà mình không ăn ngọt nhiều, thành thử ra mình bớt lại. Mình cân 260g bột năng tapioca starch, hoặc là 2 cup và 1/3 cup. Thích ăn dai thì mình lấy luôn bột năng. 10g bột gạo, tổng cộng là 270g. Và đây là bột nổi. Anh chị em và các bạn chú ý mua cái bột nổi mới nha. Bởi vì có lần mình làm không thành công thì coi lại là cái bột nổi của mình á, nó cũ, hết đát. Do đó mua cái mới nhất. Anh chị em và các bạn nào ở Mỹ thì có thể sử dụng cái bột nổi này, hiệu nào cũng được, nhưng mà có thể sử dụng cái double acting. Còn ở đây thì chỉ có một cái duy nhất, đó là cái này, cái hiệu này, Dr. Oetker, là cái hiệu mà mình thấy nó tốt nhất á. Và cái gói này là người ta cho 500g bột. Mình cho một muỗng cà phê trước. Chút nữa mình cho một muỗng cà phê nữa. 5g. 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó trộn đều lại và chờ cho cái nước đường và dừa nguội. Lấy một cái rây lớn, cho vào đây 4 trứng nguyên và 2 lòng đỏ. Cái này là lòng đỏ. Trứng xay lớn, tức là L. Sau đó lấy cái này dầm ra cho nó chảy. Tức là mình đừng có tạo bọt, hoặc cũng có thể đánh, nhưng mà mình sẽ quay nhẹ vậy nè,
sát ở dưới cái rây, chủ yếu cho nó chảy. Bởi vì nếu mà mình đánh có bọt á, là sẽ xẹp bánh. Rồi từ từ để đây cho nó chảy xuống. Khuôn mình quét dầu hoặc là bơ, hoặc là dầu dừa. Dầu dừa cho thơm. Quét bên dưới khuôn để chút lấy ra cho dễ. Đừng quét ở trên để cho bột nó bò lên á. Nó bò lên nó có chỗ bám. Hoặc cũng có thể mình làm cái khuôn tròn có cái lỗi chính giữa này. Làm nóng lò ở 170 độ C, tức là 340 độ F, và nướng lửa trên lửa dưới, không có quạt. Và cũng làm nóng khuôn. Khuôn mình sẽ đặt lên trên một cái khay. Khay này đặt tầng thứ 2 tính từ dưới lên. Lò của mình có 5 tầng. Nếu như lò nhỏ thì cái khay này anh chị em và các bạn sẽ phải hạ xuống sát với cùng luôn của lò. Bởi vì nếu như mà để lên cao đó thì bánh phía trên nó chín nhanh quá và nó sẽ bị xẹp khi ra khỏi lò. Anh chị em và các bạn nhớ là cái khay nha, mình khuyên dặn kỹ, bởi vì nướng cái vỉ là nó xẹp đó. Và sau khi nước đường thiệt là nguội luôn thì lúc đó mình cho vô trong bột. Quậy một chiều. Đây là cái bánh mà hầu như khó thành công. Các chị em lưu ý cách làm của mình khuyên nha. Mở video và mình khuyên làm đến đâu thì anh chị em và các bạn làm đến đó. Cho vô 3 lần rồi quậy một chiều thôi. Một chiều cho đến khi nó mịn và mượt. Một chiều như vậy nè. Và lúc này lò cũng đã nóng. 15ml dầu dừa hay là bơ cho vô, xong rồi quậy. Lúc này trứng nó cũng chảy xuống hết rồi, còn lại cái này mình bỏ đi. Sau đó khử mùi tanh của trứng bằng 1 teaspoon hay là 6ml hay là 1,5 muỗng cà phê vani. Quậy nhẹ một chiều. Sau đó cho vô trong bột. Khi lò nóng thì lúc đó mình mới cho bột nổi 1 muỗng cà phê. Bởi vì là khi mình cho bột nổi vô là mình phải nướng liền lập tức á. Nếu không thôi là nó sẽ xẹp. 1 muỗng cà phê này khoảng 4 gram, tức là tổng cộng mình sẽ sử dụng là 9 gram, 8 cho đến 9 gram bột nổi. Khi mình cho bột nổi mình thấy nó nổi lên nè. Và quậy một chiều. Rồi mình cũng quậy và quậy sát xuống dưới luôn. Lưu ý là khi mình cho cái bột nổi này vô, mình quậy xong như vậy nè, thì lúc đó cái khuôn của mình á, nó nóng hổi luôn. Mình lấy ra và mình đổ cái bột này vô liền. Lưu ý là mình sẽ quậy sát xuống dưới luôn, cho cái bột nổi nó đều. Và cũng như là mình quậy như vậy thì nó không có bị nổi bọt đó. Rồi, cho vô khuôn. Rất là nóng luôn á. Cho vô là mình nghe nó xèo luôn á. Chế khoảng 2/3. Mình chừa một chút xíu để cho chút nó nổi lên á. Tổng cộng mình được 6 cái.
Sau đó lập tức cho khuôn vô nướng liền. Bây giờ nó đang nóng lắm. Với khuôn nhỏ mình sẽ nướng trong vòng 25 phút. Lửa trên lửa dưới không có quạt. 170 độ C tức là 340 độ F. Đây là bánh khi mới đưa vô lò. Đây là bánh sau khi nướng được 5 phút. Anh chị và các bạn sẽ thấy nó không có nổi nhiều đâu. Nó chỉ nổi hơi hơi lên thôi. Lưu ý là trong suốt quá trình nướng bánh bò không được mở cửa lò. Nếu như mà nhà mình có cái lò mà cửa không có nhìn thấy được á, thì cũng không được mở. Mình chỉ mở khi nào mà bánh chín. Bởi vì nếu như mình mở là nó chênh lệch nhiệt độ sẽ làm cho bánh xẹp. Đây là bánh sau khi nướng được 15 phút. Nhìn ngang, thấy nó phồng lên rồi đó. Đây là bánh sau 24 phút. Đây là bánh sau 25 phút. Bây giờ mình đã nhìn thấy nó vàng rồi. Và để kiểm tra có bánh chín chưa thì lấy cái cây xiên thịt nướng hoặc là cây tăm xăm vào chính giữa. Thấy nó không còn dính bột nữa là bánh chín. Nhưng mà cái thời gian này là mình đã nướng nhiều lần rồi. Thì 25 phút ở 170 độ C, tức là 340 độ F, thì bánh nó sẽ chín. Sau khi bánh chín rồi đủ thời gian, mình sẽ hé cửa lò và để luôn cái khuôn bánh trong đây trong vòng khoảng 10 đến 15 phút mới lấy ra. Bởi vì nếu mình lấy ra liền là bên ngoài nó lạnh, đem ra là nó xẹp liền. Tức là mình hé cửa lò như vậy rồi để bánh trong đó luôn nha, chút nó nguội rồi lấy ra 15 phút sau. Và đây là bánh của mình sau khi nướng xong. Bây giờ chờ cho nó nguội thiệt nguội luôn mà lấy ra. Đây là cái bánh khó và khi làm khuôn nhỏ là dễ thành công. Mình thử anh chị em và các bạn nên lấy cái khuôn nhỏ nhỏ mình làm. Lấy ra, bây giờ nó cũng còn hơi ấm ấm á. Mình sẽ lấy ra xong rồi cho anh chị em và các bạn coi nha. Cái bánh nó nở ngon chưa? Bây giờ cũng còn hơi nóng nóng á. Bên dưới nè. Nhìn về là biết nó nổi nè. Có chấm chấm như là rễ tre. Chờ nguội mình bẻ ra, cắt ra. Đó. Cái bánh của mình nè. Nhìn thấy như vậy nè là biết có rễ tre bởi vì nó có chấm chấm ở bên dưới nè. Ở trên bánh mềm, không có bị cứng, không có bị sắc sát. Có nhiều khi mình làm xong mình thấy trên đây nè, nó bể ra đó là bánh không ngon. Bánh bò mềm và có rễ tre. Đây còn gọi là bánh bò rễ tre, không cần ủ men. Cắt ra để nhìn thấy bên trong nha. Wow, ngon chưa? Cái này để nguội sẽ thấy nó có nhiều rễ tre hơn nữa đó. Bây giờ nó đang còn nóng nè. Rễ tre nè, quá chừng luôn. Và cái bánh là mềm. Rễ tre cho tới cuối luôn. Từ trên cho xuống dưới. Xé ra luôn nè. Đó. Ngon ghê chưa? Bánh có cái độ dai vừa phải và rễ tre quá chừng. Và chúc toàn thể cô bác, anh chị em và các bạn làm bánh thành công. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đó, cái nào cũng vậy hết. Nó cũng quá chừng rễ tre luôn. Đây luôn. Tới từ trên xuống dưới.
để treo quá chừng. Và nhanh gọn lẹ, bánh bò đừng thốt nốt. Bánh bò rễ tre, bánh bò trứng nướng không cần ố men.